Yeah, ok, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với game Chí Phèo Thời Nay Hobo 666. Và như em thấy, cái biểu tượng 666 chính là biểu tượng của quỷ. Quỷ ấy anh em ạ, của quỷ luôn đấy, ghê không? Lần trước ấy thì chúng ta đã làm gọi là gì? Hội trưởng hội Thánh Đức Chúa Trời rồi. Thì ở trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm hội trưởng địa ngục anh em ạ. Gọi là hội Thánh Đức địa ngục à? Nghe hơi buồn cười anh em ạ. Kệ đấy. Vài ngày sau khi Chí Phèo ngủ tiếp đi trên một chiếc UFO, chiếc UFO dần hết oxy và Chí Phèo đã quẳng anh em ạ. Đấy, quẳng rồi. Cái thằng là gì đấy? Đầu trâu vật nữa à? Đấm nó luôn ạ. Welcome to hell, kiểu là chào mừng đã đến với địa ngục cú đấm. S là đá tung chưa độc. Ngon, bây giờ là không thở mồm thối nữa rồi, mà là kiểu như là thở ra lửa anh em ạ. Rồi bỏ qua đi, mình biết mấy cái này rồi. À, mày bị mồm thối với anh à? Láo nhỉ. Mày này xoạc. À, mình có skill xoạc đâu nhỉ? À, bất mình anh ạ. Mày biết cái roi đấy chỉ để Otakuda dùng thôi không? À, mày Ok. Chết. Mình chưa tắt UNIK anh em ạ. Rồi, đã tắt UNIK. À, mẹ nó quất mình. Từ nãy giờ quất tao hơi bị nhiều. Rồi, né ngay. Từ nãy đến giờ nó quất mình như con. Rồi thở ra lửa. EW. Ồ, gắt. Mình cứu thằng này không? Sao mình lại cứ đá nó thế nhỉ? Hay là mình phải quất nó? Ôi, mày này. Mình thích cái roi quất. À, ném tao à? Quất. À, rồi, được ăn. Nhớ bố mày. Xoạc chứ. Rồi, nhặt đá. Vỡ mồm. Không biết là mình có lấy được mấy thằng này xuống không? À, không được, mình chỉ đấm được nó thôi anh em ạ. Thầy bị móc mồm rồi. Móc hàm. Rồi, đi ra đây nào. À, mày này con rơi, tao tè vào mồm mày nhá. Liếm luôn. Mày à. Con rơi. Rồi lại có skill mới, SRW. Rồi SRW là đánh giảm đấy. W. Đù. SRW. Đù, thở ra mồm luôn. Đâu. Úi giời ơi. Úi xoạc. Rồi mình sẽ xoạc nó đấy em ạ. Lu luôn. Lu luôn em ạ. Như Ronaldo. Rồi nhặt mấy link cái đâu rồi. Quất cho mày chết. Tư nhá. Tư là bị quất đây ạ. Quất luôn. Con kia nó còn chưa kịp gặp mặt mình nữa, khổ vãi. Tè cho mọi người này. Khai chưa pitch. Tè luôn. Skill tè là chỉ có một thôi, hai đâu. Con gì đây? Tè luôn. Rồi chết rồi, may quá. Rồi xoạc. Đấy, đây là skill xoạc em ạ, xoạc thần thánh. Ru chết hai chúng này, ru chết. À, liếm. Đấy, sau khi xoạc xong chúng sẽ liếm. Hey boy. À đâu, đây gọi là heo boy mới đúng. Heo boy anh ạ. Ôi chết, mình lại xoạc được cả thằng này à? Thằng này tưởng là đồng bọn với mình mà. Mày này, Ronaldo. Mình rất thích skill xoạc em ạ. Trên đời này mà ai mà chẳng thích xoạc. Xoạc luôn. Đấy. Em đang đi được đánh giấm. À, đánh giấm lửa luôn. Lu chết mày. Gọi đứng lại đấm nhau mày. Chết luôn rồi à? Cùi vãi lìn. À, cái gì đây? Cái gì đấy? Này cái gì đấy? What the fuck? Gì đấy? Đừng bảo với lag nhá. Game lag sida lắm ấy. Rồi, vừa đây thì có một sự việc rất là kiểu bựa đã xảy ra, đó chính là mình bị lag anh em ạ. Vừa được skill mới thì bị lag đấy. Xoạc. Kỹ năng xoạc cũng nâng cao. Tè mọi người. EW. Đá mọi người luôn. EW. Thở ra mồm hối. Mày là à, dính lửa bị chết đi em ạ. Dính lửa bị ấy đấy, dính lửa mà mình cũng bị gọi là kiểu sida luôn. Này mọi người đó, mồm thối luôn. Rồi móc mồm.
mày là mày, mày mày là chạy đâu em? Đấy rồi, rồi A S S A. Ồ, đây cũng gọi là tè siêu cấp nha bạn. Thánh Đức Địa Ngục này, mày quất tao á. Nhặt rồi. Thằng nào quất tao? Thằng này chết rồi mà còn đeo khẩu trang à? À không phải. Cái răng của nó các bạn. Cái răng của nó mà mình lại nhìn nhầm thành nó đeo khẩu trang. Xoạc chết ngay. Rồi tưởng thế nào? Chỉ cần một skill mồm thối là có thể hiếp dâm em biết rồi. Gì đây? Những con người khốn khổ à? Mình có nên đánh bọn này không? Mình nghĩ là mình không nên đánh bọn này các bạn, tại vì nó cũng như mình mà. Anh em xông lên đánh chết mẹ này đi. Nhìn này. Đó, nhìn tao này. Đó, nhìn tao ác. Bọn dấm tao á. Rồi, mày thấy rồi dấm chưa? Này, có thật là mình phải giết chết bọn này không? Hơi khổ. AWA. Ôi dồi ôi. AWA. Đẹp. Mình sư bố nó. Rồi. Mồm thối cả cộng cả móc đít nữa thì thằng nào vướng được. Ê, hey, chết đi, con lợn. Rồi, checkpoint, pop anh em ạ. À, đây là pop. Pop thì pop thì nó cũng được, ok. Pop đi. A à, quất, mình thích thằng quất này. Đấy, né ngay. Ui, né ngay. Ui dồi, né ngay. Ok, đi. Ui dồi. Ôi dồi, đấy, né ngay. Ui dồi ôi. Tiên sư, mày nhá. Mày thích chơi ám khí à? Ám khí này con lợn. Bây giờ mình sẽ chơi kiểu đánh gần. Đó, chết rồi. Mẹ chết nhanh. Cái roi của em, cái roi, quất nhanh. Đấy. Bọn kia kiểu chưa kịp định thần thì mình đã giết chết chúng nó rồi. Mồm thối, thúng chửa. Rồi, chết chưa? Chết thằng mồm thối chưa? Ôi, đây. À, cái kia nó tự giết bạn nó luôn kìa. Ngu này. Ta không cho mày há mồm ra đấy. Khổ, thanh niên cứ định há mồm ra. Thì lại mình bịt mồm lại. Mày này. Cho hai thằng cho mày chết chung. Cả thằng nữa. Mình sẽ đấm nó, đấm luôn. Tội gì. Thè lưỡi ra. Ngoài skill đánh giấm thì mình còn có cả skill liếm cơ. Ui dồi. Nghe không dùng được mấy skill kia rồi. Chạy. Ngắt câu. Rồi. Vụ này ngày càng trở nên khó khăn. Mình còn một tí máu thôi. Đến gót chưa. Mẹ con gì đấy. Bót à. Ui dồi. Một hit đã chết rồi. Ôi dồi. Chạy. Ui dồi. Đi sư bố nó. Ui. Quá khó anh em ạ. Chạy. Rồi đấy. Đứng ở đây. A-E-D-A. Tè đi đúng rồi. Chạy qua bên này. Ui cái đẹp mà. Tè luôn A-E-D-A. Tè luôn. Ui chạy. Làm gì được nhau. Tè luôn. Hồi hộp vãi. Cái. Cay dài thế nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi kiểu chơi bẩn như này. Mình sẽ chạy và đứng ở bên kia và bắn sang thôi. Này thì. Ôi trời ơi. Rồi chạy. Chúng ta phải có chiến thuật đấy các bạn. Không thể nào mà solo được với bọn này đâu. Phải đái liên tục. Hơi bị mất nhiều nước nhưng mà không sao. Ôi dồi. Còn hơn là chết anh em ạ. May quá. Ôi dồi. Mình sẽ tè liên tục luôn. Hê hê. Ôi dồi. Né rồi không được nè. Mình sẽ tè liên tục. Tè liên tục luôn. Ôi chết. Thầy nó trầu quá các bạn, trầu quá cơ. Mình phải né lên trên này. Chơi skill tè liên tục. Với hy vọng là có thể giết chết được bọn này. Ôi, mẹ
cái sư đó cứ vướng hai cái mặt lì kia. Rồi chạy đá. Ê, hê, hê, hê. Chạy đá hàng cả lợn. Này luôn. Ô bờ vãi. Bờ vãi lì. Từ nãy giờ anh con kia được có tí máu. Ê kìa, trong lúc tè không chạy được. Khổ vãi lì. Ôi rồi ôi, nó chặn đầu. Nó chặn cổng zombie ạ. À? Cái này, cái game này khó chạy nhỉ. Mày này. Mày này, chạy ngay. Chạy ngay. Chạy ngay. Chạy ngay. Bắt đầu rồi. Ê hê. Ê hê. Ê hê. À! Wow, 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 đông, 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 đông. Đông quá à nha. Đông này không chơi nha. Một solo một thôi nha. Skill. Mày quá tỉnh em ạ, quá tỉnh đấy. Chứ không ở đấy mà đứng lại mà solo chúng nó là đít rồi. Còn tí máu thôi. Đó rồi. Ồ. Oh. Chạy chạy chạy. Cuối cùng chúng ta đã phát hiện ra. À đây là. Mẹ đánh. Đánh hộc ông bơ. Mới căn được của nó có nửa máu. Ôi giời. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá. À, à. Bắn chết đồng đội của mày đi. Không đúng. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá các mẹ ơi. Chết. Rồi rồi. May quá vừa vừa kịp này. Ui tí chết nhá. Oh shit. Úi giời ơi, tỉnh lắm đấy cưng. Dù mình không thể nhìn thấy nó, nhưng mình vẫn sẽ tè. Đấy, đi xuống này cho chắc. 2000 years later. Ôi trời ơi, quá. Chơi đủ, chơi đủ, chơi đủ, còn một tí thôi, còn một tí thôi, còn một tí thôi, thôi đi. Cầu chơi cân phân, cầu chơi cân phân. Rồi bây giờ mình không dám đứng lại solo với chúng nó nữa. Chúng nó quá đông và hung hãn đi anh em. Đấy, đừng, tốt nhất là đừng đứng lại solo. Chạy rồi, chạy vào đánh. Chạy vào đánh. Chạy vào đánh. Còn một hit nữa tốt, còn một hit nữa tốt. Đừng chết, đừng chết, please, làm ơn. Yes! This is it, this is it. Sử dụng mật mã này để bắt đầu game với tất cả combo Doom Hobo. Vậy là mình đã phá đảo được con game Hobo này rồi. Cuối cùng chúng ta đã trở thành hội trưởng của hội Thánh Đức Địa Ngục. Nghe cái tên hơi hãm lời nhưng mà thật sự rất rất vui. Rất khó khăn để mà đánh bại được con đấy game ạ. Mình chỉ dám đứng đái vào người đó chứ không hề dám đánh một skill nào hết. Anh em phải biết là nó khó khăn như mức độ như nào. Mình đã mất hết nước trong người. Tại vì mình phải đái liên tục em ạ. Đái đến cái mức độ mà heo. Gọi là úa tàn thân xác. Heo, teo tóp hết cả người vào. Mới có thể chiến thắng được. Nhưng không sao, cuối cùng chúng ta đã lên được thiên đàng. Và sau khi lên thiên đàng xong thì anh em chắc cũng đã biết. Đó chính là chúng ta đánh nhau với cả hội Thánh Đức Bố Đời đúng không? Ok, rồi. Và video này mình sẽ kết thúc ở đây. Và nếu như em thấy thích con game này thì đừng quên để một like ủng hộ mình. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ngay ở video sau.